chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ở khu vực phía bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa trong 3 ngày tới, gió chuyển sang hướng đông bắc đến đông, cường độ thì giảm ở mức là cấp 3, cấp 4. Dự báo từ đêm mùng 6 sang đến ngày mùng 7 tháng 3, khi mà không khí lạnh tăng cường thì biển sẽ động trở lại. Còn với khu vực giữa và nam của Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Trường Sa, cường độ gió đông bắc ở đây đã giảm xuống còn ở mức là cấp 4, cấp 5. Tuy nhiên, tại vùng biển phía nam gồm huyện đảo Trường Sa thì lại có mưa rào và dông rải rác, khiến cho tầm nhìn giảm thấp và nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như là lốc xoáy hay là gió giật mạnh, nên tàu thuyền hoạt động cần lưu ý, đề phòng. Tiếp theo thì mời quý vị và bà con đến với những dự báo chi tiết cho các tuyến hải trình ra vào đảo. Thưa quý vị và bà con ngư dân, ở vịnh Bắc Bộ, gió thay đổi hẳn sang hướng đông đến đông nam và cường độ chỉ còn mạnh ở mức cấp 3 trở lại. Với mức gió này thì điều lưu ý duy nhất đó là hiện tượng sương mù nhẹ sẽ xuất hiện và duy trì trong khoảng thời gian đêm muộn và sáng sớm ở vịnh. Tuyến hải trình từ Hải Phòng ra khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ cũng sẽ bị tác động bởi hiện tượng sương mù nhẹ, khiến cho tầm nhìn xa bị ảnh hưởng. Tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn trong đêm nay và ngày mai, gió mang hướng đông bắc đến đông, cường độ chỉ còn mạnh ở mức là cấp 3, cấp 4 trở lại. Thời tiết thuận lợi cho việc ra khơi bám biển, khai thác ngư trường và đi lại của tàu thuyền. Tuyến hải trình từ Rạch Giá đến Phú Quốc trong đêm nay và ngày mai vẫn duy trì trạng thái thời tiết tốt, gió lặng, sóng dưới 1 mét, biển yên, trời không mưa nên tầm nhìn xa cả ngày lẫn đêm đều ở trên 10 km. Thời tiết thuận lợi cho các hoạt động biển cũng như là đi lại trên tuyến hải trình từ Rạch Giá ra Phú Quốc và ngược lại. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 24 giờ tới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo. Thank you.